Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại về khóa học toán lớp 2 của trang web olemr.vn Như vậy, ở các bài giảng trước, chúng mình đã biết về phép cộng và phép trừ Trong những bài thuộc chương này, cô sẽ cùng với các con tìm hiểu về các phép tính mới Đó chính là phép nhân và phép chia Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phép nhân và dấu nhân Ngay bây giờ chúng mình hãy cùng nhau khởi động. Các con hãy quan sát và tính tổng số quả của mỗi loại. Đúng vậy, để tính tổng số quả của mỗi loại, chúng mình sẽ thực hiện phép cộng. Muốn tính tổng số quả cam, cô sẽ lấy 2 cộng 3 cộng 2 và phép cộng này cho kết quả là 7. Tương tự như thế, ở phía dưới chúng ta có phép cộng là 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6. Chúng mình thấy rằng ở phép cộng phía dưới có điều đặc biệt đó là các số hạng như thế nào? Đúng là như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng các số hạng bằng nhau. Từ đó chúng ta có 2 cộng 2 cộng 2 là tổng của các số hạng giống nhau. Và những tổng như thế này sẽ có thể được viết bằng một loại phép tính được gọi là phép nhân. Vậy phép nhân là gì? cô trò mình sẽ cùng nhau khám phá. Chúng mình sẽ tìm hiểu về phép nhân và dấu nhân. Ở đây cô có 3 đĩa, mỗi đĩa có hai quả dâu tây. Thế thì chúng ta sẽ nói là hai quả dâu được lấy 3 lần. Các con nhắc lại là hai quả dâu được lấy 3 lần. Để chúng mình có thể quen thuộc hơn với câu nói này, các con hãy trả lời câu hỏi sau. Rất chính xác, như vậy chúng mình đã biết cách sử dụng là bao nhiêu được lấy bao nhiêu lần rồi. Thế thì để tính tổng số quả dâu chúng ta sẽ có phép cộng là 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6, nghĩa là ba đĩa như vậy thì có tất cả là 6 quả dâu. Chúng mình sẽ có thể viết phép tính 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6 thành phép nhân. Cụ thể, chúng ta sẽ có 2 x 3 bằng 6. Hai quả dâu được lấy 3 lần thì có phép nhân là 2 x 3. 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6, thế thì 2 x 3 bằng 6. Ở đây chúng ta chỉ việc lấy 2 nhân với số lần được lấy lại. Như vậy, thay vì việc viết phép cộng như thế này, chúng ta có thể viết phép nhân là 2 x 3. Và phép nhân này được đọc là 2 x 3 bằng 6. Chúng mình cùng nhắc lại. 2 x 3 bằng 6. Nhìn vào đây, các con sẽ thấy xuất hiện một dấu mới. Đó chính là dấu nhân Tương tự như vậy, ở đây cô có hai đĩa, mỗi đĩa có 3 quả dâu. Thế thì tổng số quả dâu sẽ là 3 cộng 3 bằng 6. Chúng mình sẽ nói là 3 quả dâu được lấy 2 lần. Và như vậy, mỗi đĩa có 3 quả dâu thì hai đĩa như vậy có tất cả là 6 quả dâu. Chúng ta sẽ viết được phép cộng là 3 cộng 3 bằng 6 thành phép nhân như thế nào? Đúng như thế, chúng ta sẽ viết được là 3 x 2 bằng 6, bởi vì 3 quả dâu được lấy 2 lần. Chúng mình đọc 3 x 2 bằng 6. Ta nhắc lại, đây là dấu nhân. Như vậy, khi nhìn vào đây, các con sẽ thấy là nếu như 2 được lấy 3 lần, thì ta có phép nhân là 2 x 3 sẽ bằng 2 cộng 2 cộng 2. Còn ở đây, 3 được lấy hai lần thì chúng ta có 3 x 2 bằng 3 cộng với 3. Đó chính là mối liên hệ giữa phép nhân và phép cộng mà chúng ta đã được học. Bây giờ để củng cố thêm kiến thức, cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập thông qua một số bài tập sau đây. Bài đầu tiên, các con hãy điền số thích hợp vào ô trống. Chúng ta thấy rằng phía này là hình ảnh minh họa Dòng đầu tiên là phép cộng và dòng thứ hai là phép nhân thay cho phép cộng này. Rất đúng, chúng ta có ngay là bốn quả chuối được lấy lại 3 lần, thế thì tổng số quả chuối sẽ bằng 4 cộng 4 cộng 4. Thực hiện phép cộng này cho ra kết quả là 12. Phép cộng này sẽ được viết dưới dạng phép nhân là 4 nhân với 3. Chúng ta thấy rằng bốn quả chuối được lấy lại 3 lần. Và 4 x 3 sẽ chính bằng 4 cộng 4 cộng 4 và bằng 12. Tương tự, các con hãy xem hình rồi nói. Đúng là như thế. Ở đây, 6 được lấy lại 2 lần. Chúng ta sẽ có phép nhân là 6 x 2. 6 x 2 sẽ bằng 6 cộng 6. 6 cộng 6 bằng 12. Đó chính là kết quả của phép nhân này. Tương tự, các con hãy trả lời bài tập sau. Cô chúc mừng chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm phép nhân thích hợp đối với hình ảnh này. Có tất cả bao nhiêu bông hoa? Chính xác, chúng ta thấy mỗi chậu cây có hai bông hoa và có 5 chậu cây như vậy. Thế thì phép nhân ở đây sẽ là 2 x 5 bằng 10. Bài tiếp theo, các con hãy viết phép nhân. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đếm số lượng ở đây 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 có 4 số hạng 3 như vậy sẽ là 3 nhân với 4. Hay ở đây có 3 số hạng 7 sẽ là 7 nhân với 3. Tương tự thế này các con hãy làm bài tập sau đây. Cô trước mừng chứng minh. Dựa vào mối liên hệ giữa phép nhân và phép cộng, các con sẽ có thể tính được kết quả của phép nhân. Cô lấy ví dụ, 6 x 3 sẽ bằng bao nhiêu? Trước tiên, chúng mình sẽ viết phép nhân này thành phép cộng 6 cộng 6 cộng 6. Kết quả của phép cộng này rõ ràng là 18, thế thì ta suy ra được là 6 x 3 sẽ bằng 18. Đó chính là cách tìm kết quả của phép nhân thông qua phép cộng. Bây giờ các con trả lời câu hỏi sau. Rất chính xác. Thế là các con đã làm quen được với phép nhân và dấu nhân rồi. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau vận dụng vào thực tế. Chúng mình quan sát và nối cho cô các phép tính với kết quả thích hợp. Chúng mình rất giỏi. Ở đây, 3 x 5 sẽ bằng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3, 3 và bằng 15. Tương tự như thế, 2 x 4 sẽ bằng 8 và 5 x 2 sẽ bằng 10. Chúng ta tính được kết quả của phép nhân dựa vào cách thực hiện phép cộng các số hạng giống nhau. Sau khi tìm được kết quả của các phép nhân này thì các con sẽ thấy các hình ảnh tương ứng. Chúng ta sẽ có, đây là một số ví dụ về động vật và môi trường sống tương ứng của chúng. Những chú chim cánh cụt thì sẽ sống ở Nam Cực và những chú gấu trắng thì sống ở Bắc Cực. Còn đây là những chú cá Bắc Phi sẽ sống ở sa mạc Sahara. Mỗi loài động vật sẽ có một môi trường sống riêng và sẽ có những sự thay đổi để thích nghi với từng môi trường sống. Như vậy, trong bài ngày hôm nay, các con đã được làm quen với phép nhân và dấu nhân. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo.